quá dữ anh em, một con phun thuốc gọi là tuyệt vời luôn. Bình thì bên em thay một cái bình mới Đồng Nai rồi ha. Con này đặc biệt trên con xe này thì cái gì cũng to. À, động cơ 4 máy dầu Mitsu chạy xài bếp kim luôn ha. Đó. 4 máy dầu Mitsu xài bếp kim luôn. Đó. Rồi hệ thống nè, nồi nè. Đã to cực kỳ. Dàn bếp rin hết ha. Bếp nhựa. Đó, bếp này nó phun rất là mịn, rất là mịn luôn. Con này là 600 lít. 600 lít nha anh em. Chạy bánh rất là bự, bánh trước bánh sau là bằng nhau luôn. Đó, bánh trước bánh sau bằng nhau luôn. Hai cầu. Chạy bánh 23 x 9 x 12. Này bánh nè. Đó, bánh đẹp lắm ha. Gài cao, không nứt nẻ luôn. Bánh trước cũng vậy nè. Đó. Trước ngon lành hết. Rồi, ngon lành. Con này số là 4 tiếng một lùi nha anh em nha. Số 4 tiếng một lùi, có nhanh chậm, có gài cầu, một cầu, hai cầu luôn. Đó, rất nhiều chức năng. Kèn đèn xi nhan đầy đủ. Phun luôn. 600 lít thì nó rất là to nha anh chị nha. 600 lít cái xác nó bự lắm. Chạy thì rất là đầm xe. Vỏ lớp cũng bự, xe bự, máy bự, cái gì cũng bự. Tiền cũng bự luôn. Không. Nước còn nước xanh nguyên bình luôn. Máy. Máy còn đen thui luôn. Đó, mấy con ốc bô nè còn màu xám xanh xanh luôn ha. Máy quá đẹp. Máy này bao cho anh chị nha, không có bung đụng chạm gì ở đây đâu. Đó. Bét luôn nè, ngon lành hết. Xì rất là mạnh. Quá tuyệt vời. Rồi, anh chị nào quan tâm con xe này liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại 0835 585879 0398 68745. Mở thị trấn Mỹ Hiền, Đương Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Con này là vua xịt sầu riêng nha anh chị nha. Vua xịt sầu riêng, nói về sầu riêng thì xịt thì hết thuốc luôn. Đó, hết bài luôn, nãy giờ quên nói đầu áp. À, cái đầu áp này là HB912 ha, 912 ti sứ. Áp rất là khủng. Áp này khỏi phải nói rồi, bự kinh khủng nha. Đó, quá đã luôn. Rồi, anh em quan tâm liên hệ bên em nha. Rồi mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.